Hello, hello, chào các bạn. Hôm nay mình đi ăn lẩu Văn Chiền nha các bạn. Đây, cái này nè. Ở đây là gọi là Vincom nha các bạn. Đó, mình mới khai trương nha các bạn. Ngồi gần đây nó chạy qua anh lụm, nó chạy qua anh lụm cải cà rô. Ồ, cái này rau rau cái này rau ngô nè, nó tròn để vô cho nó ngọt. Đây rau. Này cái gì vậy? Này nấm kim, kim chi, kim châm. Hello, chào các bạn. Hôm nay mình đi ăn lẩu Văn Chiền nha các bạn, ở tại Vĩnh Long mới khai trương.
ở đây là gọi là Vincom nha các bạn, Vincom Vĩnh Long. Wow, ăn đông quá rồi, ăn đông quá rồi. Vừa quá, vừa quá, vừa quá. Vừa quá các bạn ơi. Nay mình được đi ăn lẩu ăn chè. Mặc sức mà ăn, ăn chừng nào bể bụng về nghe các bạn. Đây, với rau này. Rau này rau gì? Rau... này rau gì em? Cái nào? Này là rau gì? Cái này mà, cái này giống rau loan hay gì đó. Không phải. Giống đậu nhân lòng quá. Đâu có nhân lòng đâu, có cái cộng dưới vậy. Rồi, rồi. Cảm ơn các bạn. Đây mì. Mì các bạn, mì dai quá, rất ngon. Đây rau này các bạn ơi, rau mình muốn ăn ngon đó là mình phải để vô nó vừa chín mà nó còn xanh á, ăn nó mới bổ nha các bạn. Chín mà nó vàng cái rau là coi như không còn chất bổ nữa, không còn chất bổ dưỡng. Chỉ các bạn ăn nha. Đây. Coi như cộng rau nó chín cỡ 70% thôi, 70% sống. Nhưng ăn nó còn sột sột là nó mới ngon các bạn. Nè chị Ngân nè, không nhìn đây nè, mới không thấy mặt ha. Gì đây? Cay quá các bạn ơi, hơi cay. Nhiều cay mới ngon. Đây là sứa nè các bạn, sứa biển nè các bạn. Đây là tôm. Ăn về nó rất là vệ sinh nha các bạn. Cái lẩu của ai nó ăn nè, mỗi người có cái lẩu riêng hết. Cái này không phải trứng. Tôm nhiều quá các bạn ơi, quá cho tôm nè. Để ra đây cho nó nguội mình ăn. Các bạn thấy không? Ngon em Ngân. Ngon lắm. Hôm nay em Ngân đãi mình phải không? Dạ.
Cảm ơn em Ngân nhiều nha. Trời, không có chi. Quan trọng là tình nghĩa. Quan trọng là em đi ăn hay không phải không? Quan trọng là tình cảm nhiều. Trời, con mực nó rớt coi kìa. Ngọc Cầm Thủy Thượng em ơi, vớt mò dưới á, mình ở đây mình mò mình khổ có lặn, ở dưới sông mình còn lặn, dưới đây mình khổ có lặn. Wow, quá trời ơi, đó, không? Rau không à, coi như là bữa nay là chỗ này khai trương rồi, coi như tôi là lời rồi đó, nãy giờ ăn mấy chén rau rồi. Đây là cá ngừ đại dương các bạn. Đây. À, cá ngừ đại dương. Mình muốn ăn là mình cứ kêu thêm nha các bạn. Ở đây thì không có nè, trên Băng Chuyền là các bạn thấy không, không có. Nhưng mà ví dụ mình thích muốn ăn cái gì thì mình kêu nhân viên ở đây họ đem ra cho mình. Đây mình mới kêu đây. Đem ra cho mình hai dĩa cá ngừ. Ăn làm giờ nhìn cảnh gì lại sáng chiều một nước một trên. Họ làm bốn lớp đúng. Đây ăn cá này. Thấy không ngon không các bạn? Cá này không dám ăn sống luôn anh. Nhúng cho nó chín chín chiếc vàng cho tuần. Không dám ăn sống rồi các bạn, ở đây mình sợ vệ sinh nó cũng tốt quá, mình chỉ ăn chín thôi, nhưng mà vừa chín tới nha các bạn. Quá ngọt. Các bạn, mình muốn ăn mình kêu nha các bạn.
anh đem từ Hồng Kông anh đem cái đây cho mình luôn. Phục nhân viên phục vụ rất là tận tình. Đây là tập thể, còn đây là đi dạng gia đình này các bạn. Đây một bàn 4 người ăn. Tụi con đi dạng gia đình phải không? 4 người. Cho chú xin quay cái video một chút xíu nha được không? Tụi con cứ ăn tự nhiên đi. Mắc cỡ hả? Đâu có gì đâu mắc. Đứa nào cũng hai đứa con. Giờ này vô ăn rất là đông các bạn. Đây giờ này giờ trưa giờ nghỉ ăn cơm. Nhưng mà thấy đa số học sinh, sinh viên. Độ tuổi này ăn mạnh ăn lắm các bạn. Đây, quay tổng thể cho các bạn xem. Đây là quầy tính tiền nè các bạn. Đây là cái chỗ người ta sắp xếp thịt cá, cua, tôm người bỏ ra đây các bạn. Đấy, bỏ ra đây. Thì sạch sẽ nha các bạn. Đây là cái khu này là cái này là làm để bỏ ra đó các bạn. Hello, chào các bạn. Hôm nay mình đi ăn đây rất là ngon nha các bạn. Mình muốn giới thiệu các bạn ngay chỗ này là một cái nơi mới khai trương. Cho nên mình hỏi nhân viên ở trong này sẽ giải đáp cho mình biết những cái nơi địa điểm ở đây là chỗ nào, bán thức ăn như thế nào, giá cả là bao nhiêu. Rồi mình xin hỏi các bạn. Chú muốn hỏi con cái cửa hàng của mình là khai trương hồi nào? Ở đây là cái chỗ nào vậy con? Dạ, ở đây là trung tâm thương mại Vinh Cơm, lầu 3 Vinh Cơm. Lầu 3, nó có số không? Nó có số gì không? Để cho có số gì không? Có số gì ở dạ. Cái số điện thoại. Địa chỉ á? Dạ, địa chỉ là 55 Phạm Thế Hiền. Rồi con đọc số điện thoại luôn. Dạ, 0270 730006. Cảm ơn con. Con ơi, con cho chú biết một cái suất ăn như là bao nhiêu một cái giá tiền vậy con? Giá vé bên con là từ thứ 2 tới thứ 6 là trước 17 giờ là 199.000, bao gồm 10% thuế nước và tăng. Còn cái nước sao không? Nước uống rồi có phục vụ không hay là mua riêng? Còn một giá vé nữa là từ 17 giờ cho tới tối và 7 giờ ngày lễ là 229.000, bao gồm 10% thuế nước và tăng. Rồi mình có phục vụ mang về không? Hay là người ta điện thoại lại người ta kêu mình có thể mình đem mình tới không? Hay là... Dạ, ở đây hiện tại con không có dịch vụ mang về. Vậy hả? Dạ, con chỉ ăn buffet tại nhà. Dạ hả? Con đọc lại cái số điện thoại kỹ cho con. Dạ, 0270 730006. Tại vì chú thấy ăn rất là đông mà vui nữa. Chú muốn bỏ cái video clip này lên YouTube để quảng cáo cho con.
cái YouTube của chú là Thanh Kiều. Dạ. Con vô cái trang Thanh Kiều cũng sẽ thấy cái video này bỏ lên. Dạ. Chú muốn quảng cáo cho bạn bè anh em chú biết cái địa điểm này để đến ăn. Dạ. Chú thấy cái giá cả cũng rất là hợp lý. Dạ. Ăn chú rất là thích. Chú ở Mỹ chú ăn rất là nhiều, nhưng về đây chú được ăn ở Vĩnh Long mình, là một cái nơi tỉnh lẻ nhỏ nhưng mà có một cái dịch tễ này kia nọ tràn đầy, nhưng mà Vĩnh Long mình thì không có dịch. Hai bà con mình đến ăn đông rất là vui, mấy em nhỏ tuổi trẻ ở đây cũng thích lại ăn. Cho nên chú muốn làm một cái video clip bỏ lên để quảng cáo, giới thiệu cho bạn bè cùng đến đây để ăn chung vui vậy đó. Rồi và con có vô xem thì video YouTube con đánh chữ Thanh Kiều ha. Rồi chú cảm ơn con nhiều. Rồi con làm vậy ha, bye bye con. Đây, hai vợ chồng mình hôm nay đi ăn buffet bằng tiền nha các bạn. Ăn ở đây cũng lẩu bằng tiền. Mời anh về rồi. Ăn cũng ngon nha các bạn. Ở đây khách phục vụ. Mấy đứa phục vụ rất là tốt. Bà xã mình có cái cảm tưởng là vô đây ăn nó vui. Thoải mái. Thoải mái. Phục vụ tốt chứ không phải đợi chờ. Cái giá nhiều người em? 199.000 mà khai trương thì 5 người bớt người đó. 5 người có không tính tiền 1 người. Tính tiền 4 người thôi, mà giá 199. Coi như 200 rồi. Rồi thì mình là... không đi đó là các bạn mà chị thấy khai trương chị lên đó là ngon. Mời đi. Thôi mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Các bạn xem cái video này nhớ like và subscribe và chia sẻ cho mọi người xem. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin hẹn lại những video, những clip sau. Mình sẽ hẹn gặp lại. Bye bye các bạn. Bye bye. Đây, mới khai trương này các bạn. Rồi, mình xuống này các bạn. Đây là Vincom. Vincom Vĩnh Long nha các bạn. Lầu 3 nha các bạn. Mình muốn ăn thì mình lên lầu 3. Đây cái giá này các bạn. 199. Đây mới cần 200 đó các bạn. Nhưng mà đi 5 người thì bớt 1 người nữa các bạn. Thứ rất là ngon.